Ở đây mình dùng Google Chrome nhé. Các bạn lên và tìm kiếm với cái tiện ích có cái tên là Go Full Page này. Sau khi ép vào Chrome ấy, thì nó sẽ có biểu tượng hình máy ảnh như này. Đây là một trang mình muốn chụp nhé. Mình bấm vào biểu tượng máy ảnh. Đây, chờ một chút, nó sẽ chụp hết và nó đưa ra cái dạng file cho chúng ta. Đây, PDF này hoặc là ảnh chúng ta tải xuống tùy chọn nhé. Với cái tài liệu mà nó dài ấy, ví dụ như này 238 trang thì sẽ mất khá thời gian, thì chúng ta sẽ phải chờ nhé.